Super King, hành Super King chuẩn nha. Hành củ, dầu King. Nhìn rất là đã nha mọi người. Nhìn chất dầu rất là đã. Mọi người biết bây giờ là mấy giờ rồi không mọi người? Bây giờ là 0 giờ 45 phút khuya rồi. Vẫn ngồi lọ mọ làm việc. Nhiều người thấy em thức khuya dậy bảo em làm việc như vậy đấy, chắc là cần tiền lắm hay sao mà cứ suốt ngày suốt đêm ngồi làm việc không thấy nghỉ ngơi gì cả, làm thứ hai 3 giờ sáng 3-4 giờ sáng vẫn còn thấy online Facebook, vẫn còn thấy đang làm, vẫn còn thấy up bài. Sự mọi người đấy thì em thì nói chung ấy là cũng chưa giàu nhưng cũng không phải là quá nghèo, điều kiện kinh tế em ấy thì là cũng đã là thật sự là cũng khá là thoải mái rồi, chứ không tới nỗi là phải thiếu thốn để cho mình phải đâm đầu vào công việc mình làm như vậy. Cái em làm ở đây đấy không phải là em làm kiếm tiền, tiền thì thật sự đối nói với mọi người là em ấy là một thằng ấy là không có nhu cầu nhiều về để tiêu tiền. Một ngày trôi qua đối với em rất là đơn giản. Sáng em ngủ tầm khoảng 9 giờ em dậy, 9-10 giờ em dậy rồi em uống cà phê hay là em làm gì đấy, các công việc trong cửa hàng của thằng em, rồi sau đó em lên em làm trầm như thế này miết cho tới 3-4 giờ sáng. Rồi em vào em xem hoạt hình Doraemon khoảng 1-2 tập. Rồi lúc đó em sẽ đi ngủ. Tầm khoảng là 5 giờ là em bắt đầu đi ngủ, 5 giờ sáng. Thì mọi người thấy em không có nhu cầu tiêu tiền. Một ngày tiêu tiền của em chỉ là thuốc lá và cà phê, ăn uống lặt vặt thôi. Em cũng không có nhu cầu nhiều mua sắm. Quần áo em mặc thì người ai xem clip của em cũng thấy. Một cái áo, một cái quần đó, cái mũ đó mà 2-3 năm trước em vẫn mặc, thì bây giờ người xem người vẫn thấy em mặc thôi. Em không có nhu cầu tiêu tiền nên đối với em ấy, tiền bạc ấy thì là em cũng không phải quá cần thiết để mình phải đâm đầu vào công việc mình làm. Nhưng em làm ở đây đấy tại vì em thấy rằng ấy, trong lúc mình làm việc ấy, mình ngồi làm việc với những cái món mình yêu thích như thế này, cái cảm xúc trong công việc ấy nó đem lại cho mình rất là thú vị, nó làm cho mình thoải mái, nó làm cho mình tập trung quên đi những cái việc tiêu cực khác, và nó làm cho mình cảm giác như là mình đang ngồi thiền mọi người ạ. Cảm giác như là mình đang ngồi thiền ấy, nó tập trung, đầu óc mình nó không còn suy nghĩ, nó không còn những lo toan, những vướng bận, những thứ khiến cho mình phải suy nghĩ nhiều. Mọi thứ lúc này nó chỉ có trầm và trầm thôi, không gian yên tĩnh, cảm giác rất là thoải mái, cảm giác như là ngầu thiền mùi à. Và em nghĩ vậy cũng hay, khi mình làm việc với một cái tâm trạng nó thoải mái, nó thư giãn như vậy đấy, nó không có những cái vướng bận xô bồ thì những cái món hàng mình làm ra nó cũng có một chút gì đó hương vị gì đó khác lạ, và mình truyền tải cái cảm xúc của mình vào trong cái vật phẩm mình làm, tạo ra những thứ thật tuyệt. Rồi xong, mọi người có hình dung ra được một chiếc vòng trầm, một cái vật phẩm vòng trầm. Như em là em mới đi mua như thế này thôi mà em thấy là đã ra được một cái dáng của một vật phẩm rất là mà lem rồi. Rồi bây giờ em sẽ đi vào hoàn thiện để cho mọi người thấy sau khi hoàn thiện đấy thì cái vật phẩm trầm hương này đấy nó có cái dáng như thế nào nha. Trước mắt như thế này là để mua tạo dáng cho nó thôi. Cuối cùng cũng xong sàn nha mọi người. Mọi người thấy đẹp mùi. Dáng rất đều đúng không? Rất đẹp. Nhìn nói chung là rất là hợp nhãn. Vòng này lên tay nói chung là rất là đều. Những em nào mà thích cái vẻ thô mộc tự nhiên của các hạt trầm ấy thì cái vòng này là nó đáp ứng được những cái tiêu chí của anh em là thích những hàng thô, hàng mộc. Hàng này là chất dầu Super King nha mọi người. Hàng chìm là một chất dầu Super King. Thì hàng Super King người có thể thấy là tất cả các xớ gỗ nó đã bị tiêu do khi nó hình thành trầm, và cái độ nhiễm dầu của nó do khi nó hình thành trầm nó đã ăn lon nhiễm đậm và tiêu hoàn toàn các xớ gỗ. Đấy là hàng Super King. Các xay dầu cảm giác rất là dẻo. Trong trầm hương đấy thì nó có hai dạng dầu,
một là dầu cứng, hai là dầu dẻo. Thì thường thường các anh em chơi ấy, thích chắc ấy, thì người ta thích chắc dầu cứng hơn, vì chắc dầu cứng ấy, độ đanh, độ bền nó cao. Còn thực tế ra đấy, chắc dầu nào là chắc dầu dẻo đấy, thì là nó lại giá trị hơn chắc dầu cứng. Vì cái chất dầu dẻo đấy thì nó sẽ dễ lên mùi hơn so với chất dầu cứng. Tại vì tính chất của trầm hương là thô và đặc. Cái dầu nào nó càng thô càng đặc ấy thì nó sẽ càng khó tỏ hương. Để kích ứng được cái dầu đó nó tỏ hương ra đấy thì bắt buộc ấy phải cần nhiệt độ cao thì nó mới giải phóng ra được cái hương đó. Còn những hàng dầu dẻo đấy, tính chất của nó mềm, dẻo, tơi, xốp, nên khi gặp nhiệt độ thấp, nhiệt độ của môi trường hay nhiệt độ cơ thể thì nó sẽ dễ dàng tỏa hương nhiều hơn so với chất dầu cứng. Thì xài hàng này toàn bộ là hàng dầu dẻo nha, cảm giác rất là dẻo. Mùi thơm của nó thì mọi người vẫn có thể tưởng tượng được rằng ấy, thì nó có một mùi thơm rất là ngọt, không quá nồng, không quá hắc. Nói chung đa số dặn trầm cũ ngày xưa đấy là đều có cái mùi thơm như vậy cả. Thơm sống, vị ngọt rất là sâu. Anh em nào chơi chắc, chơi mùi thì sợi này nó đáp ứng gần như là toàn bộ